Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel Hiệp Tính Phát. Trong video này tôi sẽ chia sẻ với các bạn cách xử lý trường hợp cái máy in HP Laser Zero M404DN nó báo lỗi là MFG mod nha các bạn. Đây là lỗi của máy. Khi mà xảy ra lỗi này thì các bạn sẽ tắt nguồn của máy in, sau đó mở nguồn lại thì các bạn sẽ sử dụng lại được. Lúc mà các bạn bấm vào nút nguồn một lần rồi, thì trên màn hình máy nó sẽ hiện là chữ ready nha các bạn. Rồi, để mà xử lý cái lỗi này triệt để thông báo lại thì các bạn sẽ làm các bước như sau. Các bạn bấm OK nè. Main menu setup nha các bạn. Mình làm chậm chậm đấy ha. Main menu setup. Các bạn bấm OK. Rồi các bạn sẽ di chuyển đến cái mục là Winter Maintenance nha các bạn. Sau đó bạn bấm OK. Rồi các bạn di chuyển tiếp đến cái mục Restore. Đây mục Restore. Sau đó bạn bấm OK. Thì bên trong này nó sẽ có cái mục là Con Reset. Đây, Con Reset. Các bạn chọn một này nhé, Con Reset và bấm OK. OK lần nữa. Rồi, các bạn chờ thiết bị khởi động lại. Rồi, bây giờ mình mở nguồn lại nha các bạn. Rồi, nếu vẫn báo nữa, các bạn lại bấm nút nguồn một lần nữa. Thank you.